Cái chỉ số thăng bằng thì thằng Lukaku nó cũng kém mà. Arnautovic đúng không? Có 700 thôi à? Úi giời, ngon thế. Arnautovic chỉ số đẹp. Chỉ số thăng bằng. Ôi khéo léo có 81. Khéo léo cái thăng bằng này hơi thấp Quang Triệu ạ. Nhìn đẹp đấy nhưng mà hơi thấp. Lukaku vẫn ổn hơn. Theo anh thì Lukaku vẫn ổn hơn. Xem nào. Ôi, bây giờ giá cầu thủ nó rẻ nhờ. Cộng 5 mà. Má. Nạp một gói kim cương vào game được mấy tỷ. Trời, Lukaku 1-2-1. 4 tỷ 8, chỉ số 100. Lương 18, ui ôi, mua ngay. So luôn với con gà rán này. Này, mẹ con Lukaku này lương có chỉ 17 nữa. So 3 con này xem nào. Con Lukaku này là... Để xem giá nó bao nhiêu. Lukaku hot 1.5 tỷ. Arnautovic ngon quá đây. Arnautovic mua đi mua đi. Arnautovic giá có 700. Mua về test được em. Giữ bóng với khéo léo. Thằng Lukaku 1-2-1 này khéo léo ổn này. 72 thăng bằng lên 68. Lukaku này ngon đấy nha. Sức mạnh 107 á. Ô. Cái đấy thì theo. Ôi thẻ cộng 1 của nó sức mạnh 107. Vãi game. Điêu điêu vừa vừa chứ. Làm phá game đéo chịu được. Đéo hiểu. Này. Thẻ cộng 1. Chưa búp tim ca lâu cái gì cả vậy. Sức mạnh 107. Thế thì 4 tỷ 8 cho con này cộng 5 đi. Chúng ta sẽ có một cầu thủ chạy 95, sút 99, truyền 86. Có ma tốc độ đánh đầu mạnh và phá bẫy việt vị. Thể chất 102. Sút xoáy 92, khéo léo 78, thăng bằng đấy. Thăng bằng khéo léo thì hơi thấp nhưng mà bởi vì nó quá khỏe. Con này thì chắc chắn là đã hay hơn là Arnautovic rồi. Đánh đầu 104, sức mạnh 103, oh man. Nhảy 87, bình tĩnh 100. Búp thêm team Calo MU, Inter, Bỉ các thứ nữa. Mà lương có 18, xịn đấy được. Anh em cần mình soi con nào nữa không? Luka Jovic à? Rồi, Jovic lại phải viết có dấu. Luka Jovic, thẻ 1-2-1. Con này ổn này. Con này ngon hơn mùa TS mà. À, thằng Hoàng thua chút. Quan trọng là nó rẻ hơn anh em ạ. Con này được, con Luka Jovic này được à? Không có đánh đầu mạnh. À, hay này. Một thằng có đánh đầu mạnh, một thằng có sút xoáy. Nhưng mà cứ mua con rẻ hơn thôi. Tội gì. Tỷ 8, chỉ số 99, giá tỷ 8, mà đây là giá mắc rồi ấy. Cũng được mà, không có nỗi nào đâu anh em. Hiện tại nó đang bán mắc giá rồi. Cái team 1-2-1 này nó có được búp theo mùa giải không nhỉ? Có bạn nào có thông tin không? Mình dạo này không đọc nên là chính mình không biết. Costas Manolas hả? Manolas thì lâu nay vẫn vậy, thường là một con chạy nhanh, đá ra kiểu dập vào bóng rát. Nhưng mà chuyền ngu, đúng thật, sút 26, chuyền 51, chuyền ngu quá. Khéo léo với dây bóng này thì cũng hơi thấp. À không, khéo léo với thăng bằng không thấp, phản ứng tốt. Con này được mà, con này dập ngon ạ. Bình tĩnh cũng được 90 này, chỉ có cái chuyền ngu này, cướp được bóng xong phải chuyền cho nắn nót. Chứ còn các bạn mà cứ bấm loạn chuyền lên rồi lại mất bóng vào chân nó, vào chân đối thủ ấy. Con này thì khéo léo thăng bằng ổn. Ok, Quang Triệu nhá, cảm ơn thông tin của em. Tức là khung độ búp theo mùa. Ok, như vậy thì những cái con này là chỉ chơi kiểu team câu lạc bộ thôi. Búp team câu lạc bộ thôi chứ không được búp theo mùa. Thế thì cũng không sao cả bởi vì Lukaku sẽ là con ngon này. Nainggolan chưa có ai ép cả. Frankie de Jong chả thơm đi. Thơm lừng. Ôi, trời ơi, tỷ 1. Ngon.
Chỉ số 99 cộng 5 tỷ 1. Thể lực hơi thấp nhưng mà chú này đã đột biến cao phết đấy. In game như thế nào mình chưa biết nha, nhưng mà nhìn giá cả này được ấy chứ. Sức mạnh 61 hơi thấp. Nabi Faker này, Quincy Prom. Quincy Prom mùa này giá tỷ 8 rồi. Thogan Haza tỷ 4. Nhiều con One Two X rẻ nhở. Ôi ôi Krui 5 ông bán. Gazan nó mới xả cái thẻ gì vậy? Gazan mới xả cái thẻ gì mà nhiều ông bán cộng 5 rẻ này. Con này ở bên FIFA 18 là đá hay phết luôn. 19 thì mình không đá, nhưng mà con này FIFA 18 đá hay phết. Thuận chân trái, chân 5, chân 4. Thằng này được cái là chỉ số dứt điểm với lại khá là cái chỉ số bình tĩnh của nó rất là cao, cho nên là nó sút là rất cháy. Đấy, bình tĩnh 103. Mình nhớ là thằng này ở FIFA 18 à, nó đá chuẩn lắm. Hơi yếu và chậm mà đá chuẩn. Mua về búp tim Đức anh em. Trời, ngon quá. Không hẳn là nó chắc chắn sẽ đá ngon, nhưng mà giá này là giá đẹp mà. Mua về búp tim Đức. PP phan cao 500. Hay à nha. Mua về đi bộ. Phiên bản phan cao của FIFA 13 đá siêu khét, nhưng mà bây giờ thì chỉ là dĩ vãng. Đánh đầu 98 không quá nổi bật. Với chiều cao 1m77 của phan cao thì chắc phải nhảy 110 may ra mới có lợi thế. Như này không ăn thua lắm. Hà lơ cho tạc anh đánh đầu được à. Đọc đúng là Ale. Mình cứ thích đọc Hà lơ. Demi bay này. Lại được bút tim Đức này. Và ai cả đài, mẹ David Luiz cũng cho vào mùa 1-2-Wax. Thì tôi đến quỳ với mấy bố. Mấy bố hết người mà cho David Luiz vào. Vãi cả đài 1-2-Wax. Mẹ. Đúng là game. Ben Eder. Mua đi các bạn, Ben Eder kìa. Đang là top ghi bàn của năm giải vô địch châu Âu đấy. Mà con này trong FIFA 20 đá cháy vãi đái. Đá siêu hay luôn. Dê bóng 99, khéo léo 109, thăng bằng 107 này. Thuận hai chân, thẻ cộng 5 là 5 sao skill. Có sút má ngoài, có qua người, có tinh tế. Man, ngon vãi đái. Bình tĩnh 98 luôn. Quá ngon, giá có 600. Hàng xịn đấy. Xanh Maximai thì không biết là nó có lên chỉ số không, vì hiện tại thì thằng Newcastle đã hơi bết. Chia sẻ niềm vui thú vị bạn bún đấy. Thú vị nhất của bán bún đấy là mở hàng ra cái có người đến ăn ngay, đấy là niềm vui. Bởi vì là đa phần nó bắt đầu vào cái gì mới thì cái tỷ lệ oảng là rất cao, nhưng mà mở quán bún ra có khách ngay và chỉ có mấy hôm là phải ăn thừa thôi. Tức là bán mà không hết thì cả nhà cứ chia ra mỗi ông 3 bát mà nốc thôi, cho nó đỡ phí, không nấu cơm nữa. Thì hôm nào mà gọi là được ăn cơm là vui lắm. Thế là vui rồi. Niềm vui của những cái công việc như vậy đó là kiểu như công việc gia đình thì cả nhà cùng làm việc với nhau thì anh thấy cũng là cái hay. Khá là gắn kết và tình cảm. Nhưng mà nó mệt thật. Thằng này cũng được phết đấy chứ. Thằng này lương 15. Nếu mà nó được tăng chỉ số sau này thì cũng ổn này. Gamma Min thăng bằng không ổn lắm nhỉ. Khéo léo cũng không tốt. Thôi Benedetto được này. Benedetto đầu mùa là cũng có vào cái team gọi là cầu thủ tiêu biểu tuần đấy chứ. Con này ở FIFA 20 mình rất hay đá nó. Thuận hai chân, có sút xoáy, có sút má ngoài, có sút xa luôn. Ổn phết. Trời, cộng 5 2 lít. Này, cái thằng Dani Ceballos mẹ, cầu thủ mượn thì nó có 1-2-Wax. Mà cái thằng Tierney mua 25 triệu thì lại không có. Đéo hiểu cái tiêu chí như thế nào nữa. Cái thằng đi mượn thì nó 1-2-Wax. Mà cái thằng mua bằng tiền thật, bỏ ra 25 triệu thật thì nó lại không có. David Luiz 8 triệu thì cũng có luôn. Hiểu hiểu cái tiêu chí làm cái mùa này. Nó kiểu nó lười biếng, kiểu đéo ấy, làm cái mùa giải đầy lỗi, tiêu chí đánh giá loạn xà bậy. Con đờ lý không có quan tu ách hình như là do không có bản quyền của Juve thì phải, đúng không?
Ở đây như không có cầu thủ nào của Juve cả. Không có bản quyền Juve nên là không làm con đờ lý one to watch ấy. Đây này. Không có luôn đấy. Đúng không? Nãy giờ mình cũng thấy lạ là sao nó không có con đờ lý. Nhưng mà con Tierney là của Arsenal mà. Nó phải có bản quyền chứ. Đúng rồi. Đờ lý không có là do bản quyền đấy.